tượng sáp Trấn Thành, yết sát tại Suối Tiên nổi tiếng vì xấu lạ. Công trình quy tụ 150 tượng sáp của các nghệ sĩ Việt và vĩ nhân nổi tiếng được trưng bày từ 5 năm trước tại Suối Tiên bỗng trở nên siêu hot vì tạo hình dở khóc dở cười. Tạo hình của Trấn Thành gây sự chú ý, các nền tảng mạng xã hội xuất hiện hình ảnh những bức tượng sáp phỏng dựng chân dung của nhiều nghệ sĩ. Các chính trị gia và vĩ nhân nổi tiếng của Việt Nam cũng như quốc tế. Trong đó, bức tượng sáp của Trấn Thành và Yết Sát nhận được sự quan tâm đặc biệt của nhiều người vì tạo hình giống thực tế nhưng không đáng kể. Cụ thể, tượng sáp của Trấn Thành được mặc bộ trang phục đen, khoác áo kim tuyến, đáng chú ý hơn cả là biểu cảm gương mặt có phần gượng gạo, thiếu tự nhiên. Năm nghệ sĩ được tạo hình tóc chẻ hai mái trông khác xa so với hình ảnh tóc vuốt cao gọn gàng ở hiện tại. Tượng sáp của Yết Sát, nam ca sĩ kim diễn viên sở hữu nét điển trai với gương mặt góc cạnh, cũng khá hài hước trước giao diện được trang điểm bóng bẩy, kiểu tóc rối bời. Tạo hình tượng sáp của Yết Sát nhận được nhiều bình luận của du khách. Bên cạnh hai gương mặt trên, bộ sưu tập này còn xuất hiện nhiều gương mặt nghệ sĩ quen thuộc như danh hài Thúy Nga, Việt Hương, đạo diễn Lý Hải, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và cựu tổng thống Mỹ Donald Trump. Các bức tượng cũng nhận được những ý kiến khen, chê của khán giả. Được biết, bộ sưu tập tượng sáp thuộc công trình Quá Khứ Vị Lai Cung được ra mắt năm 2019 của khu du lịch văn hóa Suối Tiên. Trao đổi với Tri Thức, nêu sáng ngày 5 tháng 6, đại diện đơn vị cho biết công trình có tổng diện tích lên đến 4.000m2 với nhiều không gian. Quy tụ gần 150 nhân bản phỏng dựng chân dung những nhân vật tên tuổi trong lĩnh vực thể thao, điện ảnh, âm nhạc, những nghệ sĩ tài hoa, chính trị gia và vĩ nhân nổi tiếng nhất thời đại của Việt Nam và quốc tế. Khi xây dựng công trình này, chúng tôi muốn tạo ra một điểm tham quan thú vị, độc đáo, khác biệt, vừa mang tính giải trí, vừa cung cấp kiến thức cho du khách, đại diện đơn vị chia sẻ. Đằng sau mỗi bức tượng sáp là tiểu sử của chủ nhân bức tượng, quá trình hoạt động nghệ thuật, xã hội và những thành tựu họ đạt được. Các mô hình được dựng theo tỷ lệ thật, mang đến cảm giác gần gũi, quen thuộc cho du khách. Đến đây, khách tham quan có thể dễ dàng gặp được những thần tượng, nhân vật yêu thích của mình. Bên cạnh đó, du khách còn có cơ hội khám phá hành trình xuyên thời gian từ hiện tại trở về quá khứ, gặp gỡ thủy tổ loài người cách đây hàng vạn năm và trầm trồ, thán phục trước bước tiến vĩ đại của nhân loại. Khi biết những bức tượng sáp bất ngờ nhận được sự quan tâm của đông đảo khách tham quan sau 5 năm ra mắt, đại diện Suối Tiên cho biết cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Hình ảnh của các nhân vật nổi tiếng đã được chúng tôi tạo nên cách đây hơn 5 năm. Có thể ở thời điểm hiện tại chưa thực sự hoàn hảo, trọn vẹn nhưng chúng tôi luôn cố gắng nỗ lực, lắng nghe để thay đổi cùng phát triển và đáp ứng nhu cầu của tất cả du khách. Trân trọng cảm ơn sự quan tâm và sự góp ý của tất cả du khách, đại diện KGLVH Suối Tiên chia sẻ. Danh hài Thúy Nga và Việt Hương cũng có mặt trong bộ sưu tập. Trước những ý kiến cho rằng chân dung của các nghệ sĩ không còn giống đời thực, đơn vị cũng đã ghi nhận và sẽ lên kế hoạch nâng cấp trong thời gian tới. Tại không gian trưng bày, du khách có thể lại gần, chụp ảnh với những bức tượng sắp được phỏng dựng theo tỷ lệ thật. Dịp này, khu du lịch văn hóa Suối Tiên đang diễn ra lễ hội trái cây Nam Bộ với nhiều hoạt động đặc sắc và chương trình ưu đãi dành cho du khách. Các bạn có thể ghé đến check-in cùng nghệ sĩ yêu thích và tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí cùng gia đình.